Hello quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một bài thuốc dân gian uống trị ho. Mấy bữa nay đang ho quá chừng luôn, ho mà coi như là ho sáng ngày tối đêm, ho mà tối ngủ không được, đau cả bụng luôn mọi người, đau cả bụng luôn á. Ban ngày thì ho mà đến nỗi mà sặc sụn mà mình trốn vào trong nhà luôn, mình không dám đi đâu. Mình đi mà nó ho cái cơn á, nhìn nó kỳ lắm. Nó ho kinh lắm mà hình như là cả tháng nay rồi á. Hôm bữa trước đó là lại đi Las Vegas về, lại về cái lần bệnh là bị ho cũng cả tuần lễ, xong cái mới uống rau tằm này có 2 ngày à, cái nó dứt cơn mà không có uống tiếp á, tại vì hết rau tằm cho nên là mình cái dứt được 2 ngày, ý là nó từ từ nó dứt hẳn được 2 ngày, xong bắt đầu nó từ từ nó ho lên lại. Ở khi nó hết ho đó, mình không có uống tiếp mà mình lại da dầm xương dãi nắng. Giờ trời gió trời mấy mùa thu nè mọi người, trời trời mùa trời trời á, sáng sớm cái mình dậy mình ra vườn, chiều cái mình dắt con ra về trước chơi, coi như gió mà gió lạnh nó hay hay buổi chiều buổi sáng sương đồ nó xuống nó làm cho mình nhiễm lạnh, cái mình ho lại. Hôm nay trời cũng nóng 80 mấy độ mà sáng sớm sương mù quá trời luôn, không không dám mặc mặc đồ giống như kiểu là tà bơ tóc phất phơ nữa, mà phải mặc áo dài tay rồi đội nón nè, sáng ra dắt con đi học giống như là một người kỳ lạ nhất ở trong trường vậy đó. Có một mình là ăn mặc giống như là kính cổng cao tường mà sợ, nói chung là sợ ho đó mọi người nghe Lan ho không, cái tiếng ho rất là nặng, ho mà nó khang hết cả cái cổ, khang hết cả cái bụng luôn. Mình uống thuốc ho ở Costco, mình uống thuốc ho siro siro đó mà nó không có hết. Lan đi ra chợ, Lan mua 2 cây rau tằm, Lan về Lan uống. Mà rau tằm non ngoài chợ uống nó không có hết đâu quý vị. Rau tằm mà cái lá trên ngọn nó non non đó, uống nó không có hết. Xong rồi vẫn tiếp tục ho, thì Lan nhờ chị Lan đi qua nhà bà bạn xin giùm lá rau tằm. Đây là lá rau tằm mà rau tằm già đó, cái lá nó dày lắm, cái lá nó dày á nè. Còn cái lá non á trên ngọn cái này đó, nó tuy lá trên ngọn mà nó vẫn dày, tại vì nó giống như là nó lâu năm rồi đó. Còn cái lá về chợ mình mua nó mỏng mỏng tăng tăng như vậy nè, thì cái lá đó nó không có tinh dầu nhiều, nó không có hay bằng cái lá mà lá già nha các bạn. Thì chị xin giùm Lan, Lan uống 2 ngày rồi, hôm nay ngày mai nữa Lan uống sẽ hết cái này. Mà mình uống 2 ngày là mình thấy cái cơn ho của mình nó dứt hẳn luôn, ho nó dứt hẳn luôn á, nhờ uống rau tằm này nè. Chứ mà uống cái thuốc thuốc tây không nhằm nhò gì hết các bạn, uống thuốc tây mà uống thuốc có codeine luôn á, uống có codeine để cho mình ngủ, mình tối mình ngủ mình không có bị giống như bị ho đó, nhưng mà uống vô nó vẫn ho. Dù uống siro ở Costco cũng ho, thuốc viên cũng ho, cái kiểu gì cũng ho hết. Uống hai bữa này là nó dứt, giống như lần trước ở kỳ trước mình nói mình hết đó, mình cũng uống 2 ngày mình hết, mình không có uống nữa, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu 2 ngày rồi mình cũng dứt rồi. Nó lâu lâu nó mới ho thôi chứ nó không có ho liên tục nữa. Thì mình tiếp tục mình uống chừng nào mình nó hết vài ngày luôn á thì mình mới dám ngưng, chứ kỳ này mình không dám tờ bơ phất phơ nữa, không dám thả lỏng nữa. Đang chuẩn bị khoảng 10 lá rau tằm, đây là những cái lá mà nó có long long á, cho nên mỗi lần mình rửa mình ngâm nó, mình rửa mình kỳ cho đất á, người ta trồng nó văng lên trên đây, nó bám ở trong mấy cái lông này nè. Mình lấy khoảng nhiêu đây, khoảng 10 lá 15 lá gì đó, tùy theo lá to hay lá nhỏ. Rồi xong mình ngâm, rồi mình rửa sạch. Bây giờ mình sẽ lấy cái chày này mình đâm, cái này đâm rất là nhanh á, cái thân của nó toàn là nước không à, cho nên là đâm nó ra nhanh lắm. Ngày Lan uống 3 cữ nha, sáng trưa và chiều. Chưa bao giờ mà mình bị ho mà nó gọi là ho lịch sử luôn á, nhỏ lớn chưa có bị ho đến nỗi như vậy đó. Ra nước sơ sơ bắt đầu mình vắt nó cho nó khỏi bị văng á, nó văng ghê lắm. Xong mình đâm 3 lần, mình đâm khoảng 3 lần như vậy là mình được. Bỏ bỏ vô đâm tiếp, đâm khoảng 3 4 lần vắt sạch sát luôn, được nhiều đầy. Cái nước này uống nó ngọt lắm, nó chỉ có cái mùi nó hôi chứ nó ngọt mà nó không có đắng, mà nó the. Lá già thì uống nó the mà lá non thì nó không có bị the trong đó, uống nó rất là ngon, nó uống cái ực là xong rồi. Bây giờ mình sẽ uống nha, mỗi ngày mình uống 3 lần như thế này. Xong rồi các bạn, đã quá.
the the ngọt ngọt mà hơi hôi. Nếu mình ăn sống được mình ăn tốt á, mình không ăn sống được mà ăn sống được mình nhai chừng hai lá là mình hết khả năng mình nhai, nó hôi á. Bên cạnh mà uống lá dao tằn á thì ngày nào Lan cũng làm mấy cái này để Lan ăn hết nè. Ăn cái này á, nó chanh nó tắc á, nó làm cho mình thông cổ. Vỏ này nè nó có cái tinh dầu, nó làm cho cái cổ mình nó thông, nó dễ chịu lắm các bạn. Ngày nào mình cũng làm mình ăn hết trơn á, thể còn ho là mình còn ăn. Mình ăn mà mình cảm giác nó dễ chịu lắm, nó làm cái cổ nó không có bị khan, mà nó không có bị rát, nó không có bị đau nếu khi mà mình ho nhiều á. Đây là một cái tép gừng khoảng ngón tay cái ha. Ngày nào Lan cũng làm, là sáng là Lan làm ăn tới chiều tối luôn, nhất là trước khi đi ngủ mình để dành mình ăn miếng cho nó dễ chịu. Còn tắc thì Lan lấy 6 trái, nếu không có tắc thì làm khoảng nửa trái chanh, mà cái chanh nó thì nó đắng hơn cái tắc mà nó không có thơm bằng cái tắc, ăn cái tắc nó ngon hơn. Mình ở Nam Cali thì mình thấy chợ Mom nó hay bán tắc, còn mấy chợ khác kiếm cũng khó lắm. Bỏ cái đầu này nè. Sau đó Lan sẽ lấy cái chén và vắt hết cái nước này ra. Mình vắt như vậy mình lấy cái hộp mình bỏ cho nó khỏi bị đắng. Mình sẽ cắt nhỏ cái vỏ này ra để cho mình chân nó nhuyễn ra, mình ăn nó nhanh nó dễ hơn. Khi mà bệnh ho đó mình cũng tìm nhiều cách để mình trị cho cái cơn ho của mình nó dứt. Bị ho lâu ngày nó mệt lắm các bạn, đau bụng, mệt người, ăn, mất ngủ, tối ngủ không có ngon, ngủ không có được. Cho nên mình tìm nhiều cách thì mình thấy nó hay thì mình share lại. Tất nhiên là các bạn phải đi bác sĩ và phải uống thuốc ho. Mình uống thuốc ho song song đó mình ăn tắc và mình uống dao tằn thêm vô để cho nó cái nào nó tốt thì nó tốt, nhưng mà thuốc ho đang uống nhiều rồi nó cũng không có hết, cho nên mình mới uống qua cái dân gian này và mình thấy nó rất là hiệu quả thì chia sẻ lại. Các bạn đừng có ỷ y ha, mình nên đi bác sĩ và có khi phải chụp hình phổi để coi thử là mình có phổi nó có khỏe hay không, tại ho lâu ngày đó. Gừng này thì mình xắt sợi ra và mình cũng băm nhỏ cho dễ nhai. Cái này Lan làm Lan ăn trong ngày thôi à, các bạn làm để 2 3 ngày ăn cũng được, mình chưng xong rồi mình để vô tủ lạnh á, mà ngày nào Lan cũng làm hết trơn á. Mình sẽ cho mật ong vô đây. Mật ong có cái tác dụng kháng viêm và nó làm cho cái cổ mình nó dịu hẳn luôn á. Mình ăn xong mình thấy nó tốt lên lắm. Đang cho 2 muỗng mật ong và mình đảo đều lên. Đây là một cái bài thuốc bổ phế quản nha. Mình cho vô nồi để mình hấp. Đang chân cách thủy như vậy nè, chân khoảng 10 phút. Mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp và mình thấy ở trong đây nó đang sôi sôi luôn nè. Đó, đó, hấp dẫn không? Mỗi lần mình ăn mình múc hơi ai 2 3 muỗng như này mình bỏ vô cái chén khác mình ăn. Mình ăn sau khi mình ho xong hoặc là mình chia ra một ngày 3 4 bữa ăn 3 4 cử á. Thường thì là ăn một ngày 3 4 cử. Nhất là trước khi đi ngủ á, mình nên nhấp nhấp mình ăn một chút để cho cái cổ mình nó không có bị khan. Và mình đi ngủ nó tốt hơn, cái mình cảm thấy cái con người mình nó sảng khoái lắm. Thì thường là Lan chia ra 4 lần, hoặc là sau khi ho á, mà nó khan cổ quá là múc 1 muỗng Lan ăn đó, cứ để nhâm nhi cả ngày ở trong nhà. Sorry các bạn, như vậy nè, mình để cho nó nguội xuống rồi mình ăn cả ngày như vậy đó, rất là tốt nha các bạn. Ăn cái này hả, nó rất là tốt luôn, nó không có làm cho mình bị khan cổ, khô cổ, ngứa cổ, mà nó hơi the the, nó hơi đắng đắng, nó hơi ngọt ngọt, hơi ấm bụng. Ăn cái này nó giúp cho mình dễ chịu rất là nhiều trong cái cơn ho. Rồi Lan kết thúc cái video ở đây, Lan chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm dân gian thôi nha. Các bạn nào mà mình cảm thấy là mình không có chịu được những cái cơn ho đó, mà khi mình chớm ho là mình phải làm liền, mình ăn liền và mình sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều lắm. Thường thì buổi tối nó ho nhiều hơn, cho nên trước khi mình đi ngủ mình thoa dầu ở cái lòng bàn chân. Mình thì thoa Bengay cho nó nóng á, chứ dầu nó dị ứng, nó ngứa. Thường nửa đêm đi ngủ Lan hay thức giấc bởi vì các cái cơn ho á.
Mà mỗi lần thức giấc thì Lan lại thay dầu lại như vậy, và nó ấm cái chân á, mình chìm lại giấc ngủ dễ lắm. Và tối một đêm mình thoa dầu 2-3 lần rồi đó, Lan sẽ mang vớ vô cho nó giữ ấm chân. Cái này mình cũng học được thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đây là bài thuốc dân gian. Hẹn gặp lại ở các video sau. Bye bye.